Xin chào tất cả các bạn, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau ở video tiếp theo. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chủng vân tay nước. Và các bạn nhìn thấy hình dạng của chủng vân tay nước nó khác với chủng vân tay đại bàng mà các bạn đã nghiên cứu ở các video trước. Đối với những người nước thì cái biểu hiện đầu tiên đó là tính ôn hòa, thân thiện, hiền lành, cởi mở và lãng mạn. Đó là những từ chỉ tính cách của những người nước. Nên khi các bạn gặp những người nước lần đầu tiên ấy, các bạn cảm thấy họ rất là hiền lành, họ cảm thấy rất là ôn hòa. Các bạn chú ý nhé, nếu 10 nước trở lên ấy, thì lại một cái trường phái khác rồi, họ rất là mạnh mẽ theo kiểu khác rồi. Nhưng mình đã nói là từ 7 nước trở xuống, khi mình sở hữu 7 nước trở xuống thì hiện lên đó là những con người rất là ôn hòa. Họ có khả năng bắt chước rất là nhanh, và bất kỳ môi trường nào họ đều bắt chước được rất là tuyệt vời. Thì đó là khả năng bắt chước họ. Và người nước là những người có chiếm tỷ lệ phần trăm 60-65% dân số thế giới có. Và họ luôn là người thích hòa bình, luôn không thích cạnh tranh. Không giống như đại bàng, đại bàng là người mục tiêu, người khát vọng, người cạnh tranh. Thì nước lại là những người hiền hòa, ôn hòa và thích hòa bình. Và nước là người bị bộc lộ theo tâm trạng. Đặc biệt là những người nước có 10 người nước ấy, đầu ngón tay là 10 người nước ấy, và hai ngón nước ở hai ngón áp út này, hầu như họ sẽ bị để ý bởi người khác nói về mình. Họ sẽ bị tác động bởi tâm trạng và cảm xúc của người khác nữa. Nên những người nước là những người mình cảm thấy là mong manh. Nhưng nếu khi họ được vào một cái môi trường rèn luyện kỷ luật thì họ là người con người cực kỳ tuyệt vời. Bởi vì cái khả năng bắt chước một cách tự nhiên, và môi trường nào họ đều chứa môi trường đó. Giống như kiểu cái nước này nó vào cốc nước, nó là cốc nước. Nhưng nếu nó vào bình nước thì nó lại là bình nước rồi. Nó vào chai nước thì nó lại là chai nước. Nên nước là những cái không màu, không mùi, không vị và biến đổi theo các hình dạng của nó. Hình dạng của nó. Và trong cơ thể mình cũng thế, nó chiếm đến 70-80% là nước. Nên khi mình bị tác động bởi một cái ngôn từ tiêu cực nào đó thì nước bị biến đổi. Các bạn, mình rất thích cái cuốn sách là Bí mật của nước. Các bạn hãy tìm hiểu, đọc cuốn sách đấy rất là hay. Và những người nước là những người theo mẫu cộng đồng rất là lớn. Họ luôn hòa nhập và họ luôn muốn giúp đỡ người khác. Đấy bản năng của họ, bản năng khó. Nên cảm thấy đôi khi những người đại bàng có tính ích kỷ hơn, nhưng những người nước lại những người muốn hỗ trợ người khác nhiều hơn. Bởi vì đại bàng là một người tập trung mục tiêu mà rất rõ ràng. Nhưng người nước là những người rất là cản nể chính là điểm yếu của những người chủng vân tay nước nhiều, chủng ôn hòa đậm. Và có một điều nữa, vào bất kỳ môi trường mới nào, họ luôn là người không muốn chủ động. Họ có một khoảng cách e dè, họ luôn cần phải xa, họ cần phải quan sát người đó, cần phải quan sát môi trường này đã. Nếu cảm thấy ok thì họ mới hòa nhập vào. Nếu cảm thấy nó phù hợp với mình thì họ mới hòa nhập vào. Nên là tính của nước sẽ không chủ động lần đầu tiên gặp mặt. Đó. Và họ sẵn sàng mở cửa để đón nhận tất cả những thông tin mới, những thông tin lạ. Đối với đại bàng, họ cần phải có chứng cứ, bằng chứng rõ ràng. Nhưng đối với nước, có thể mình chưa tìm hiểu, nhưng mình có thể chấp nhận. Mình tin tưởng họ, mình cảm thấy họ rất là đáng quý. Thì mình sẽ mở cửa trái tim mình cho tất cả các thông tin vào. Đó. Thì đó là bản chất, tính cách của những người nước. Và để nước phát triển thành công hay không, thì nước cần phải chơi hoặc tìm một môi trường đủ lớn, đủ phát triển để nước là người phát triển tốt nhất. Nên cái việc chìa khóa của người nước, người UL chính là môi trường. Môi trường sẽ quyết định toàn bộ khả năng và cái tương lai của những người nước. Họ bị biến đổi rất là nhiều, rất là khác nhau tại các môi trường khác nhau. Nên là họ chơi với những người thành công, họ vào những môi trường thành công thì họ là những người phát triển. Đối với người nước, sự lựa chọn quan trọng hơn nỗ lực. Chỉ cần họ chọn đúng thì không cần nỗ lực nhiều, họ cũng đạt được mục tiêu của mình. Nên những người nước hãy nhớ, hãy tìm một môi trường, hãy tìm một người thầy, một người mentor, hãy tìm được một người bạn chơi, đồng hành và thúc mình lên. Thì những người nước là những người phát triển vô hạn luôn. Bởi vì bản chất của những người nước là những người bắt chước rất là nhanh. Và làm theo những người thành công thì người nước là những người đã thành công rồi. Đó là bản chất của người nước. Nên nếu trong số bạn bè của các bạn cảm thấy có người nước, cảm thấy rất là hiền lành, cảm thấy rất là... Có đôi lúc mà các bạn còn cảm thấy người ta còn nhu nhược cơ. Nhưng đó là bản chất của họ. Mình cần phải đẩy họ, mình cần phân tích họ, cần phải hỗ trợ họ nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. Và nước chính là điều có thể bắt chước
rất giỏi. Mình rất thích câu nói của Steve Jobs: những người thầy giỏi là những người thầy biết sáng tạo, nhưng những người thầy vĩ đại là những người thầy biết sao chép. Nên các bạn đang sở hữu cho mình cái chủ ngón tay sao chép bản năng tự nhiên, thì mình hãy học cái tính nó và phát huy cái khả năng tiềm ẩn đấy để mình giúp đỡ và mình học hỏi trong môi trường phát triển nhanh hơn. Mình là giải pháp của chính mình, hãy tìm môi trường phù hợp để mình phát triển. Nhớ ơn người nước nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã chú ý lắng nghe về đặc trưng tính cách của mình nữa.